Hôm nay thì mình làm món tuổi thơ của mình nha, tàu hũ, muối tiêu. Đây. Món này xưa mình thích làm chuyện lắm nha. Đó. Cho muối tiêu lên, rau răm. Đó là nhỏ là ghiền món món này lắm. Nặng miếng hành vô cho nó chua chua nha. Ồ, ớt, tàu hũ, muối tiêu chanh, rau răm, đây, nó là món tuổi thơ của mình. Ngon cực quá tuyệt. Này mà mới hấp xong nóng. Ừ.